xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với podcast chàng nghề ngày hôm nay và hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa đến một chủ đề mà tôi nghĩ là hết sức lý thú với các bạn đấy là AI có đang xâm chiếm thế giới trong thời đại mà công nghệ luôn luôn phát triển và AI đã xâm lấn vào cả uh, công việc lẫn cuộc sống của các bạn thì uh, để giải đáp cho câu hỏi này thì ngày hôm nay ekip đã mời đến hai vị khách mời rất đặc biệt uh, xin được trân trọng giới thiệu đầu tiên là anh Trần Thế Trung viện trưởng viện nghiên cứu công nghệ FPT và Ngồi kế bên cạnh anh Trung chính là bạn Ninh Trường Giang, AI Technical Lead của FPT Software. À, và để bắt đầu chương trình thì chắc là sẽ xin mời hai khách mời sẽ giới thiệu về bản thân để các bạn được biết ạ. Xin mời anh Trung ạ. À, xin chào mọi người. À, mình đã làm việc ở FPT cũng được khá nhiều năm từ năm 2007 cho đến bây giờ. Và à, từ năm 2010 thì hoạt động trong Viện Nghiên cứu công và các hoạt động về phát triển sản phẩm những nghiên cứu chị nhân tạo thì là cũng hoạt động từ năm 2012 khoảng đấy. À. Dạ vâng ạ. Một uh, thành viên rất là có những cái lĩnh vực cũng như là đã làm việc ở FPT rất lâu năm thì uh, tiếp tục thì đinh Trường Giang thì sao? Em có thể uh, chia sẻ với các bạn được biết được không? Uh, xin chào mọi người uh, chắc là có một sự tương phản tương đối là lớn ừ. giữa em và anh trung ở đây uh, em thì mới làm việc ở FPT được uh, hơn một năm thôi uh, hiện tại đang làm việc trong uh, trung tâm trí tuệ nhân tạo của FPT Software uh, hiện tại thì các cái lĩnh vực mà trung tâm đang nghiên cứu có thể bao gồm về uh, các lĩnh vực chuyển đổi số cho nhà máy thông minh trong uh, uh, nhà máy 4 0 này uh, các uh, sản phẩm uh, về ngân hàng hay là về tài chính ừ. thì ngày hôm nay cũng rất vui có mặt tại đây để chia sẻ với mọi người uh, các cái uh, nhận định về AI trong thời đại này Uh, thực ra thì uh, đây cũng chính là ý đồ của ekip đấy là mời uh, một chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm cũng như là một bạn mà đại diện cho Gen Z cũng làm trong lĩnh vực ai thì chúng ta sẽ có rất nhiều góc nhìn về uh, cái lĩnh vực ai mà ngày hôm nay chúng ta cùng bàn tới chắc là trước khi mà uh, bắt đầu vào câu chuyện thì uh, uh, chương trình của bọn em thì có tên là trà nghề ạ uh, chính vì thế là mỗi một buổi thì bọn em đem đến đây một uh, ấm trà và một uh, loại trà khác nhau thì ngày hôm nay uh, có đem đến đây là trà tây thi Uh, cái ấm trà này ấm trà Tây Thi nhá và các mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là tròn trịa như những người phụ nữ vậy và đẹp vẻ đẹp như là Tây Thi. Thế thì uh, coi như là mở đầu câu chuyện bằng ấm trà này thế chắc là trước khi mà mình vào những cái câu hỏi uh, sâu hơn về AI thì chắc là nhờ anh Trung có thể chia sẻ lại cho khán thính giả được biết bởi vì em nghĩ là có nhiều bạn cũng chưa hiểu lắm về AI thì uh, trí tuệ nhân tạo là gì uh, anh Trung có thể giải đáp cho mọi người được không ạ? À, mình giải đáp theo cách hiểu của mình thôi. Dạ <laughs> vì, vâng. Thì có thể có nhiều cách hiểu thì chuyện uh, tạo là những cái công nghệ uh, trên máy tính trên máy móc mà uh, cố gắng là thực hiện được những công việc um, càng ngày càng uh, cao cấp hơn của con người muốn thực hiện mà uh, càng ngày càng liên quan nhiều về trí óc và càng ngày càng đòi hỏi cái sự chiều tượng cao hơn trong uh, uh, trong cách mà con người vẫn vẫn làm những việc mà liên quan đến trí não uh. Ừ. Ờ, vậy thì không biết là, là trí tuệ nhân tạo hỗ trợ gì được trong cuộc sống của con người nhỉ? Có thể ra có thể giải đáp được giúp mọi người không? À, thực ra thì trí tuệ nhân tạo hiện tại đã tác động tới hầu hết các lĩnh vực cũng như khía cạnh của cuộc sống. À, một số mô hình AI có thể giúp tối ưu lộ trình vận chuyển trong uh, vận tải hoặc logistics, ừ. uh, hỗ trợ bác sĩ chuẩn đoán bệnh trong y tế này, hoặc là trong giáo dục này, hoặc là thay thế công nhân trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các nhà máy công nghiệp nặng. Ừ. Uh, gần đây nhất thì chúng ta có thể uh, quen thuộc với cái mô hình AI trong uh, xe tự lái. À. Như vậy là chúng ta thấy uh, AI hiện tại đang quá quen thuộc với con người rồi. Đặc biệt là gần gũi nhất với chúng mình đó là uh, mình hay sử dụng điện thoại smartphone. Thì những cái ứng ừ. dụng đó là trợ lý ảo hay là uh, các mô hình nhận diện khuôn mặt. Và đặc biệt là uh, rất quen thuộc hơn nữa đó là các mô hình uh, gợi ý nội dung uh, trên uh, nền tảng Youtube hoặc là uh, Google dựa trên lịch sử tìm kiếm hoặc là thói quen của người dùng ừ em thấy ai bây giờ ví dụ như là có các cái mô hình mà vào nhà một cái là khi mà mình nói là bật điện rồi ví dụ như thế chẳng hạn bật điện rồi bật tv các thứ thì cái đấy nó có sử dụng trí tuệ nhân tạo không ạ có đúng không ạ ờ à, à, thực ra thì bây giờ nó rất là gần gũi với lại mọi người rồi và ai cũng có thể là có thể biết đấy là trí tuệ nhân tạo hoặc không nhưng mà uh, ai bây giờ nó có trong google có trong uh, tất tần tật tất cả những cái thứ mà mình đang làm thế thì gần đây nhất anh trung ạ em thấy là nổi lên một cái là chat gpt thực sự là em thấy rất nổi và uh, em cũng thử uh, lên đấy để một số lên đấy để hỏi một số câu hỏi và em thấy rất là kỳ lạ là trả lời rất là nhanh và ừ. đôi khi cũng khá là chính xác thì thì em cũng không rõ được là ví dụ chat GPT thì uh, nó là gì và tại sao mà uh, cái nguồn dữ liệu của chat tr GPT thì lấy từ đâu ạ? Chat uh, là một ứng dụng uh, uh, của mô hình ngôn ngữ lớn, ừ. uh, mô hình ngôn ngữ là, là GPT. Vâng. Yeah. Thì, uh, GPT là viết tắt của chữ uh, uh, generative pre chain transformer. À. Ờ, à. Tiếng Anh ấy. Dạ. Uh, thì riêng uh, tiếng Việt nó là uh, transform là một cái transformer mà đã được đào tạo từ trước và dùng cho mục đích là để sinh ra văn bản. Generative ừ. là sinh. Vâng. Uh, sinh ra, tạo sinh ra. Uh. thì cái transformer là cái gì? Transformer là một mô hình ngôn ngữ uh, lớn mà của Google đưa ra năm uh, 2017. Uh. Ừ. Thì um, uh, thời điểm đấy thì nó là một cuộc cách mạng trong cái ngành công nghệ về uh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mà cách mạng trong ngành thôi, cho nên là xã hội chưa biết. Dạ vâng. Uh, thì là, uh, lúc đấy là Google sử dụng cái transformer này cho rất nhiều các cái dịch vụ nội bộ của họ, ví dụ như là search, uh, rồi tìm kiếm đấy, hoặc là dịch, dịch máy đấy. Chúng ta đang sử dụng sử dụng những sản phẩm của Google nhưng mà chúng ta không biết cách nó làm như nào. Thì, thì thực ra một công nghệ quan trọng trong việc nó làm hiện nay là dùng cái mô hình ngôn ngữ lớn như là ChatGPT. Yeah. Đấy. Thì ChatGPT nó có cái mạng chỗ nào là nó giúp là gần như là uh, làm được rất nhiều việc về xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà chỉ bằng một mô hình. Đấy. Mm. Là, mình, là một là một mô hình ChatGPT đấy. Tức là trước đây rất nhiều cái nhiệm vụ khác nhau, ví dụ dịch máy chẳng hạn, Thì phải dùng một một cái công nghệ riêng, nó không liên quan nhiều lắm đến công nghệ search Vâng. Uh. Và uh, rồi có nhiều các tác vụ khác nữa trong trong xử lý ngữ tự nhiên mỗi mỗi một tác vụ thì người ta làm một công nghệ một cách khác nhau. Nhưng mà bây giờ với cái mô hình ngữ lớn của đặc biệt là từ khi mà trong mà Google đưa ra thì nó sử dụng chung một cái nền tảng thôi. Và trong một ứng dụng thì nó chỉ cần điều chỉnh lại một chút để ứng dụng. Ví dụ như ứng dụng chat chẳng hạn. Dạ. Thì có một ứng dụng của nó thì nó cũng điều chỉnh lại cái 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 mô hình ngữ lớn GPT điều chỉnh ừ. lại. Nhưng mà nó khác nhau cách điều chỉnh. Ví dụ như là OpenAI lúc đầu ra lợi ra đời ấy, là để sinh để đưa ra cho mọi người cái uh, pre pre -chain transformer là một cái transformer được được đào tạo trước ấy, để người dùng mọi người đều được sử dụng. Vâng. GPT 1 và GPT 2 đều là open hết, ai cũng dùng được. Đấy, ai cũng tải tải về làm lại từ đầu được. Thế nhưng mà khi nó hết tiền thì Microsoft mua lại <laughs> thì GPT 3 trở đi là không còn open nữa. Thế nhưng mà lúc đấy nó mới thực sự là, là là mạnh hơn trước thì cái 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 cách để mà tạo ra chat GPT từ từ GPT thì thì OpenAI cái một cái điểm thú vị của họ làm là họ sử dụng cái học tăng cường từ từ, từ phản hồi người dùng tiếng ừ. Anh là reinforcement learning from human feedback ấy đấy. thì cái đấy thực ra lúc đầu là họ đưa ra cái đấy để để giải quyết một số cái điểm yếu rất là chăn trở của mô hình ngôn ngữ lớn. Tức là một điểm yếu quan trọng của nó là nó không có cái tính đạo đức trong ừ. trong việc thực hiện. Làm trước đây thì là khi mà hỏi nó, ví dụ như chat với với mô hình ngôn ngữ, làm hỏi cách giết người chẳng hạn, thì nó sẽ trình trình bày rất là đầy đủ, làm nào giết được người. Ừ. Là, thì tất nhiên ừ. cái đấy là nó là một, một cái máy mà ừ, nó đúng không đúng có đạo không? đức ở trong đó. Thì cho nên là là đấy là vấn đề khi mà đưa ứng dụng từ, trong được. trong thực tiễn. Thế thì 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 Open họ họ đưa ra quy tắc ừ. một số quy tắc mà cái câu trả lời phải đáp ứng đấy. À. và nhưng mà quy tắc đấy thì nó không thể cứng nhắc được quy tắc đấy quy tắc là người đọc thì hiểu thôi chứ cần máy nó không hiểu đấy. Ừ. thế thì thì họ sẽ họ sẽ làm họ làm cách là họ, họ đưa ra những cái Họ cứ cho mọi người chat với cả cô với cả cái máy đi vâng. xong rồi đưa ra những cái câu trả lời và người sẽ đánh giá cái câu trả lời đây là có à. phù hợp với quy tắc ấy hay không hợp lý hay không hay là vi phạm quy tắc hay tốt hay không tốt họ sẽ xếp hạng đấy ừ. thế thì uh, trong các quy tắc đấy có cả quy tắc về trải nghiệm người dùng nữa tức là uh, người dùng cảm thấy câu trả lời thuyết phục hay không nó có theo một cái văn phong ví dụ mở đờ bài thân bài kết luận vân vân hợp lý hay không vân vân còn ngoài quy tắc đã đưa ra một số quy tắc khác rất nhiều quy tắc khác nữa thì cuối cùng là gì là sau đó thì nó chọn nó những cái phản hồi người dùng đấy được đưa vào một cái máy khác một cái máy nhất định một cái máy khác mà nó học theo cách đánh giá của con người à, nó lên và theo nó cái cách đánh giá và, và vâng. nó sau đó thì cái máy đấy tự đánh giá được à. cái cái chất cái của cái của, của GPT và sau đó là gì là cái máy đấy sẽ tương tác với cả GPT để điều chỉnh lại cái tham số của mô hình GPT sao ừ. cho nó luôn luôn sinh ra được những câu trả lời mà được được cái máy đánh giá kia đánh đánh giá cao. Đấy, à. nó học lại từ con người đánh giá. Thế thì cuối cùng là gì là kết quả là nó cho ra được cái câu trả lời mà người dùng cảm thấy rất hài lòng. Ừ. Đấy, không chỉ là tuân thủ theo cái cái tác đạo đức mà nó còn uh, còn 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 mang tính thuyết phục chẳng hạn hay là tức là tóm lại là là cái trải nghiệm của người dùng là là thấy uh, thấy thích ừ. Ừ. và đó là cái cơ sở thành công khi mà nó đưa 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 ra cho công chúng ừ. à. thực ra cái thời điểm mà họ AI đưa đưa cái chat GPT ra công chúng thì họ cũng không, không kỳ vọng nhiều và sự thành công nó cái sự thành công này khá bất ngờ à. đối với bản thân của về cũng như đối với mọi người làm trong ngành vì thời điểm đấy là họ cũng chỉ đưa ra để mà kỳ vọng là có thêm được phản hồi người dùng thôi để à. họ tiếp tục cải tiến các vấn đề khác của mô hình ngữ lớn là vấn đề tiếp theo là vấn đề về độ chính xác ừ. Ừ. tức là cái kết quả của mô hình ngữ lớn ấy cái mô hình lớn là một hộp đen gần như là chúng ta không thể truy truy xuất ngược trở lại nguồn gốc của tại sao ra kết quả đấy không ừ. có một cái logic không, nào đó không có một cái logic gì để, à, để mà mình 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 mình, mình, mình truy ra được rất khó ừ. gần như không thể thế thì và điều đó dẫn đến là cái tính đáng tin cậy của nó mình không đúng. không một trăm phần trăm là chắc chắn được ví dụ như Google ừ. mà mình ừ. search chẳng hạn thì ừ. nó sẽ ra được là cái cái kiến thức đấy là lấy từ đâu ừ. nguồn từ đâu đúng không ừ. ạ ừ. còn cái đấy thì là em hiểu là là nó sẽ rất khó để mình ừ. hiểu được nguồn gốc đấy thì là là họ đang muốn giải quyết bài toán đấy và họ đưa ra cái chat GPT này để lấy thêm phản hồi người dùng để mà giải quyết bài toán đấy ừ. à, thì mà không ngờ nó lại đem lại một cái phản hồi rất tích cực của của xã hội vâng à, em thấy à, uh, uh, mọi người, à, người à, học à, cũng có thể lên chat GPT để hỏi hay là giải buồn buồn chẳng hạn, xả stress thì cũng có thể lên chat vài ba câu vơ và, à. và khi nhận được tương tác cũng cảm thấy khá là thú vị. À. thế thì uh, em em hơi băn khoăn là ví dụ như là khi mà chat GPT đưa ra những cái câu trả lời như vậy và mọi người trust tức là mọi người tin vào cái thông tin như vậy thì liệu rằng nó có thay thế nền giáo dục hoặc là thay thế một cái cái lượng kiến thức nào đấy về mặt học thuật không ạ? À để mà thay thế được một cái gì đấy một học thuật thì uh, thì sẽ phải điều chỉnh và cải tiến khá là nhiều chứ không thì sử dụng nó như thế hiện nay bởi vì nó có một số vấn đề của nó um, kể cả bản uh, các bản cải tiến nâng cấp sau này như cái GPT4 vân vân mặc dù là đã tiến bộ lên rất nhiều so với trước nhưng mà kể cả ví dụ như là mình mình, um, mình cho đi thi những cuộc thi uh, mà con người vẫn thi nó wow. được đạt điểm nó đạt điểm cũng khá là tốt, đôi khi là điểm rất là cao, nhưng mà nó nó không đạt được tuyệt đối, đúng không? Ừ. và 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 điều đó có nghĩa là vẫn có khả năng là sai sót, đấy thì mình không thể nào mà tin tưởng nó luôn luôn đúng được. là nhất, ừ. thứ hai là uh, cái mô hình ngôn ngữ lớn nó đang có một hạn chế là nó cố gắng thực hiện hai việc cùng lúc, một là ừ. một là hiểu được ngôn ngữ, hiểu được cái câu hỏi của người dùng ấy đưa vào ấy, hoặc là câu hỏi của bài thi ấy. và thứ hai là lưu trữ um, lưu trữ uh, kiến thức và 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 thực hiện suy luận trên kiến thức đấy hai việc đấy là ừ. là, là, là mấy việc đấy là họ cố gắng là cùng một lúc ở trong một cái môi ngữ lớn như thế thì nó sẽ có một hạn chế là, là rất khó khăn khi cập nhật kiến thức uh, kiến thức của của nó mỗi lần mà cập nhật là họ tập huấn lại từ đầu À, mô hình đấy rồi, hiểu. thì thì ví dụ như gPT3 là nó nói luôn là kiến thức của tôi nó chỉ được học từ, từ dữ liệu từ năm 2021 trở về trước thôi ừ. đấy thì những thì những cái kiến thức về sau nó chịu không, không biết được à. đấy, thì đấy là một vùng hạn chế à, thì việc cập nhật của nó là khó khăn Thế ừ. thì cái bản nguyên bản như thế thì rất khó dùng và như mình nói rằng là mình không truy xuất được cái nguồn gốc của nó nữa nên là mình không thể biết được là là lúc nào nó nói đúng lúc nào sai trừ khi <laughs> mình có một có một cái ờ, có một cái cách nào để xác nhận lại, Thế à. ừ. thì uh, đấy là nhiều cái, cái cái trở ngại khi dùng cái bản nguyên bản như thế và vâng. muốn muốn nó thực hiện được cái gì đó mà đáng tin cậy hơn thì phải sử dụng theo cách khác chỉnh sửa lại và chuyển cái cách theo cách khác. Ừ. Ừ. Thế góc nhìn của Giang thì sao? Khi mà Chat GPT ra đời thì nó có ảnh hưởng gì đấy? Đâu đấy đến công việc của em? Thực ra là Chat GPT nếu mà theo góc nhìn tích cực ấy, thì mình có ừ. thể thấy là nó có rất nhiều cái lợi ích dành cho người dùng. Ừ. Uh, Chat GPT một con chatbot có tích hợp AI có thể tâm sự này, uh, trao đổi với mình này, ừ. thậm chí là có thể giúp mình viết luận án hay là ừ. um, viết cả cốt nữa. <laughs> thì rõ ràng đây là một trong những cái ứng dụng rất lớn của nó. Uh, thực ra là cho, với Chat GPT thì uh, nó sử dụng cái em nhắc lại một chút về cái kỹ thuật của nó, nó sử dụng mô hình ngôn uh, học sâu trong ngôn ngữ xử lý ngôn ngữ tự nhiên ừ. và uh, với một bộ dữ liệu đã được uh, huấn luyện sẵn thì đôi khi nó sẽ trả về kết quả sai bởi vì là nằm ngoài cái bộ dữ liệu được huấn luyện như anh anh trung có nói là ừ. à, thực ra là với mô hình chat GPT trước thì họ chỉ huấn luyện cập nhật ở cái thông tin từ năm 2021 thôi. đổ về ừ. Thành ra là đôi khi cái kết quả trả về của nó là sai và chúng ta cần phải có một cái cái gì đó để à, để xác nhận lại là thông tin đúng hay sai à, tuy nhiên là à, với chat GPT thì à, khi mà à, có thông tin có câu hỏi từ người dùng nhập vào thì nó cần phải xử lý à, văn bản này À, tìm kiếm những cái thông tin trong bộ dữ liệu để đủ huấn luyện để trả về kết quả thì đâu đó những cái kết quả mà nó đã huấn luyện thì cũng có độ chính xác khá là là cao rồi à, một số cái kết quả mà không đúng thì do là nằm ngoài phạm vi cái bộ dữ liệu đã được huấn luyện hoặc là cái uh, dữ liệu đó được học từ văn bản trích xuất trên internet thì có ừ. thể là sai ok đấy cũng có thể thấy rằng là uh, AI thì cũng phải lớn và cũng phải uh, học đúng ạ. Bản chất là mình uh, trí tuệ nhân tạo là bản chất là mình sẽ học dựa trên những cái gọi là thói quen, những cái kiến thức của con người đúng không ạ. Dạ. Vậy thì uh, có lúc nào các anh chị, uh, các anh có thể thấy rằng là AI có thể thay thế được con người không? Uh, chắc là theo quan điểm của mình AI là bổ trợ uh, con người sẽ mang chất là cao hơn à, uh, thay thế nè. hoàn toàn. Uhm. Uh, uh, um, trong một số nhiệm vụ hẹp thì có thể ví dụ Rồi. như là đánh cờ chẳng hạn thì ừ. hiện nay là AI đã vượt trội cho con người cho đánh cờ một số cái 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 công việc rất là hẹp ừ. nhưng mà nói chung công việc nói chung thì thì thì, thì, thì phần là phần lớn là vẫn bổ trợ ừ. à, nó giống như là một hiện nay hiện nay những cái công nghệ như 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 mô hình công nghệ lớn chẳng hạn thì thì nó làm cho AI nó có một cái tính đặc biệt là khả năng về đa di năng tức là làm được nhiều việc à. À, làm nhiều việc nhưng mà một việc thì nó tầm trung trung thôi, giống như một nhân viên mà đa tài nhưng mà việc nào cũng khoảng độ vừa vừa phải. À, nếu mà muốn làm tốt thì phải có một cái người quản lý cao cấp một kinh nghiệm và hướng dẫn và điều khiển và nó quản uh, uh, kiểm soát rất là chặt chẽ để à. làm được tốt. Đấy. Ừ. Ừ. tức là trong một số các ngành hẹp, và ừ. một số hoạt động hẹp thì AI có thể thay thế. Ừ. Còn theo em hiểu ý anh Chung là uh, AI sẽ bổ trợ cho con người thôi. Có những ừ. cái công việc mà mình có thể mất rất nhiều thời gian để làm nhưng mà nếu mà có AI thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn, đúng không ạ? Đúng không? thế thì giang thì sao? tức là bởi vì chị hiểu là cái công việc của trong công việc của giang thì ừ. cũng liên quan đến AI rất là nhiều. Thì em đánh giá như thế nào về việc mà AI có thể thay thế con người? Với câu hỏi là AI có thể thay thế con người hay không? thì ừ. em rất đồng ý với anh trung đó là ừ. nó có thay thế được nhưng mà không hoàn toàn. Ừ. hiện tại thì AI đã thay thế con người trong rất nhiều công việc trong các lĩnh vực hay là trong cuộc sống. À, ví dụ là các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày này ừ. hoặc là một số công việc nó nguy hiểm mà con người khó có thể thực hiện được. đấy. À, thế thì Uh, tuy nhiên là người ta luôn luôn kỳ vọng AI sẽ thay thế hoàn toàn con người nhưng ở đây có một số cái lưu ý mà thứ nhất AI thì về bản chất nó vẫn là máy tính kết hợp với các phép toán thôi thành ra là uh, nó sẽ không có được sự linh hoạt không có sự sáng tạo đặc biệt là không có cảm xúc uh, ừ. như được con ngựa như là con người uh, vì thế là uh, để mà thích ứng được với những cái uh, dữ liệu mới bởi vì nó làm việc dựa trên cái bộ dữ liệu đã được, được huấn luyện ra là với một dữ liệu mới mà không được huấn luyện thì nó có thể không hoạt động tốt ừ. và đặc biệt là ai là do con người tạo ra mà ừ. cho nên để, để nó hoạt động được thì chắc chắn là phải cần con người rồi cho nên là cái ý kiến đó là ai sẽ chỉ bổ trợ con người thôi còn ừ. chắc chắn là sẽ không thể thay thế hoàn toàn được vâng ạ bởi vì thực ra là là xem rất nhiều bộ phim ấy, nhưng bản thân bọn em xem rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng ấy, thì là thường là dẫn đến viễn cảnh một tương lai nào đấy là robot hoặc ai sẽ thay thế hoàn toàn con người thậm chí là chỉ là một cái phần mềm thôi là có thể điều khiển <laughs> được hoàn toàn thế giới đấy dạ. kiểu như thế thì uh, thực sự là đâu đấy thì vẫn có rất nhiều câu hỏi như vậy và thông qua dạ. câu trả lời của hai anh em thì em nghĩ là các bạn cũng hiểu thêm được cái việc là uh, khẳng định rằng ai cũng không thể thay thế con người được nhưng mà sẽ bổ trợ rất là tốt là nói và... về tương lai thì không ai nói cũng cái chắc chắn được về à, tương lai uh, là... hoàn toàn À, bởi vì bản chất công nghệ nó cũng thay đổi rất là nhanh vâng. à, nhưng mà trong tương lai gọi là đủ gần và nhìn đủ rõ thì mình vâng. thấy là nó bổ trợ thôi dạ thế còn uh, gọi là xa, xa hơn, hơn nữa, nữa thì thì cũng không biết được chắc chắn là, là, là phim một khi dự đoán tương lai vâng. nào mà mình không không biết trước được đúng không ạ à, vậy thì em có một cái tò mò thôi là không biết là ngành trí tuệ nhân tạo tại việt nam thì đã phát triển từ bao giờ anh nhỉ và hiện tại thì thì cái, 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 cái sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo này ở việt nam như thế nào ạ anh nghĩ là trí liệu nhân đạo Việt Nam thì phát triển nó chắc cũng gần đâu đó gần bằng về mặt thời thời gian đấy, thì cũng chậm hơn thế giới cũng rất là ít thôi. Tại vì nó luôn có một lực lượng có thể là số lượng nó không đông lắm nhưng Được mà đấy. nó những người đấy vẫn 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 giao tiếp và là làm việc với các ừ. cái giới uh, nghiên cứu phát triển ở trên thế giới mà họ vẫn uh, cập nhật thông tin và như có thể coi như là những hoạt động của họ là coi như là hoạt động của ngành trí tuệ nhân tạo Việt Nam ừ. ờ... từ nhiều chúng năm rồi à, thế ừ. à, Vậy thì không biết là, là bây giờ các trường mà đào tạo AI thì, thì thường là sẽ đào tạo uh, theo dạng là một môn học hay là một khoa hay là như thế nào nhỉ anh nhỉ? Bọn em cũng rất là muốn tìm à... hiểu về việc đào tạo AI theo tại mình các thì trường. AI ở một số trường thì có thể là một cái uh, chuyên môn chuyên chuyên ngành mà được lựa chọn Oscillor vâng. đấy, ừ. à, một chuyên ngành nhỏ trong một cái uh, lĩnh vực rộng hơn như là học máy tính hay là uh, uh, ừ. kỹ thuật phần mềm hay gì đấy, một một cái một lựa chọn nhỏ. Vâng ạ. Hoặc là một vài môn nhất định. Vâng. Thế ừ. thì với đánh giá từ góc độ Gen Z thì trường Giang nghĩ thế nào? Ngành AI có là ngành đáng theo đuổi, đáng ước mơ và có một cái lộ trình rộng mở không? Từ bản thân em? À, theo em thì chắc chắn là có rồi ừ. AI sẽ luôn là một cái tương lai mà dành cho thế hệ trẻ bây giờ theo đuổi. À, thực ra bây giờ AI đang tác động rất là mạnh đến hầu hết các lĩnh vực từ y tế, giao thông vận tải, tiêu dùng, giáo dục, vân vân, ừ. à, rất nhiều các lĩnh vực à, chứng tỏ là cái cơ hội việc làm của nó luôn luôn là lớn. À, hơn nữa là à, cái với lĩnh vực AI này thì nó là hạt nhân quan trọng của cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả những dữ liệu xung quanh chúng ta đều có thể số hóa và để phục vụ giải quyết một cái bài toán nào đấy à, thành ra là nếu như chúng ta theo đuổi cái lĩnh vực ai này thì chúng ta cũng đang uh, theo đuổi cái xu hướng của chung của thế giới và ừ. đồng thời chúng ta cũng đang đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại ừ ờ uh, thực ra là em cũng tham gia khá là nhiều những cái chương trình uh, leader talk từ các lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ lớn kể cả ở fpt thì uh, em thấy các anh cũng có một cái lời khuyên với các bạn sinh viên đấy là đầu tiên thì là uh, các bạn sinh viên bây giờ cứ bất cứ các bạn sinh viên làm ngành nghề nào đặc biệt là ngành nghề công nghệ thì phải học tiếng anh cái đấy thì ai cũng biết bởi vì chúng ta toàn cầu hóa uh, thứ hai đấy là các bạn nên học ai học thêm ai các bạn có thể học khoa công nghệ thông tin điện điện tử viễn thông vân vân thì các bạn cũng nên học thêm ai và bởi vì các anh cũng 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 giải thích là đấy sẽ là một trong những cái bổ trợ các bạn rất tốt trong cái công việc của các bạn thế thì với các bạn là sinh viên thì anh trung có lời khuyên gì với các bạn không tức là với các bạn một là quan tâm đến ngành ai này thứ hai là mong muốn là là, là dấn thân vào cái ngành ai này ừ của mình thì rất nên theo lời khuyên của cái, các cái anh đạo các anh đấy. Tại <laughs> à, vì đúng là uh, mình đã cũng làm việc về AI cũng nhiều năm rồi thì thấy càng ngày nó chỉ càng là hot dần thôi. À, uhm. à, chưa chưa thấy nó xuống. À, thực ra AI cũng trải qua khoảng tầm bốn cái làn sóng booming à, uh, trong ba cái làn sóng gần đây nhất thì là là tầm năm 2000 thì là nó boom là, 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 là liên quan đến uh, truy, uh, các các công nghệ liên quan đến uh, truy vấn dữ liệu, truy thu thập dữ liệu ừ. máy máy tìm kiếm đấy, Google đấy, ra đời Google đấy. 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 boom lần thứ hai là cái, ra cái công nghệ deep learning, học sâu ấy. Lúc ừ. đấy là nó sẽ uh, hỗ trợ cho việc là xử lý thông tin, các bài toán phân lớp rồi hoặc là phân cụ vân vân đã được sử dụng các kỹ thuật deep learning, kỹ thuật cọc sâu thì nó giúp giải quyết một loạt các vấn các bài toán của trong các ngành ứng dụng như là thị giác của máy tính hay là vâng. hay, là AI hội thoại vân vân. Thế thế còn đợt cái bật boom thứ ba chính là đợt này, GP, ừ. GPT này tạo ừ. thành một cái đợt boom nữa trong lúc mà là Silicon Valley là các cái uh, quỹ đầu tư là tiêu gọi là bị bị uh, sụt giảm rất nhanh uh, thì AI nó vẫn lại rất nóng ừ. uh, thì uh, để, để và chắc có thể trong tương lai tiếp tục boom nữa bởi vì là uh, cơ hội phát triển của AI còn dài đấy như chúng ta mong muốn là chúng ta muốn AI càng ngày càng khôn nữa làm việc khó hơn nữa và thay được con người nhiều hơn nữa. Vâng, ừ, ừ. với vai trò là viện trưởng của viện nghiên cứu công nghệ của FPT thì ừ. hiện tại thì FPT có những cái định hướng gì cho sự nghiệp phát triển AI không ạ? FPT coi AI là một chiến lược nòng cốt trong dạ. hoạt động, ừ. Ừ. là một cái, một trong các cửa cơ hội để mà tiếp tục phát triển, tạo ra những doanh thu mới, lợi nhuận ừ. mới, đưa cái công ty đặt những cái mục tiêu mới thì Uh, bản thân uh, trong FPT thì có rất nhiều cái đơn vị là đang hoạt động trong AI vâng ạ. ví dụ như là công ty FPT Smart Cloud thì là ừ. một nửa các cái doanh thu của nó đến từ AI đấy, một ừ. nửa hoạt động của nó là là AI cả một dạ. công ty mà một nửa công việc nó là AI rồi Thế đấy là đấy làm một công ty mà do FPT để ra đấy. chỉ làm AI và Cloud vâng. Thế còn uh, trong FPT Software hạn thì có vài cả, có vài nhóm làm về AI cơ ừ. AI Quy Nhơn này AI Center ở Hà Nội ừ, này rồi. rồi có cả một số startup nữa uh, làm AI nữa. Đấy. Thế uh, còn các công ty khác thì đều có hoạt động như FPT Telecom rồi uh, ừ. Fish đều đều có. Uh, uh, FPT Education cũng có chuyên ngành về AI. À. Uh, uh, thì AI là một cái chủ đề đã, đã được được vùng đã được quan tâm FPT quan tâm từ lâu rồi. Đấy. Dạ nhưng, vâng. Nhưng mình làm FPT từ từ năm 2012 đến giờ. Dạ vâng. Uh, và uh, và đã là chủ đề chiến lược cũng khá nhiều năm rồi, chứ không phải là bây giờ mới là chủ đề chiến lược. Ừ. Ừ. Ờ, để thấy rằng là với các doanh nghiệp công nghệ thì AI vẫn luôn luôn là một trong những ngành mà các doanh nghiệp quan tâm cũng như là định hướng phát triển. Ừ. Thế thì cái nhu cầu nguồn nhân lực chắc là cũng sẽ khá là nhiều. Ừ. Thế thì chắc là Trường Giang có thể nói qua về, ví dụ như ngay ở AI Center của bọn em thôi thì cái số lượng tuyển các bạn sinh viên và làm cái nghề này hoặc là các bạn đang làm nghề này thì, thì số lượng nó có nhiều không và có tăng lên theo uh, năm tháng không và nếu mà để có thể uh, khuyên các bạn uh, trẻ uh, bây giờ uh, dấn thất vào nghề ai thì với một với một người mà đang làm ở trong nghề thì em sẽ có những lời khuyên gì rồi, câu hỏi đầu tiên đó là về cái số lượng nhân sự ừ, của trung tâm. Thì hiện tại trung tâm em vẫn luôn tuyển dụng các bạn sinh viên xuất sắc từ các trường đại học. Ừ. À, thực ra là à, để mà đạt được những cái yêu cầu kỹ năng cho ngành AI thì nó đâu đó nó có các kỹ năng về toán học này, tư ừ. duy logic, lập trình hay là giải quyết vấn đề nữa. Thì có thể là các bạn sinh viên đâu đó các bạn sẽ biết phải làm gì ngay từ bây giờ để có thể trau dồi được các kỹ năng này rồi. Tuy nhiên là để mà được à, hiểu được cái à, lĩnh vực này thật sự sâu thì các bạn cũng cần phải dành thời gian cho nó và tất nhiên là làm gì cũng phải có đam mê. À, ừ. Không biết là mọi người như thế nào nhưng mà cái cách mà em tìm được đam mê trong lĩnh vực này đó là mình sẽ làm các dự án thực tế này, các cái mô hình thực tế này và mình nhìn thấy mô hình AI của mình hoạt động thì đấy là ừ. cái cách để mình kiếm tìm được động lực trong cái lĩnh vực này. Và nói thêm nữa về cái lĩnh vực AI này thì uh, ở trong tương lai, trong tương lai thì uh, trung tâm AI, uh, AI Center hay là các cái trung tâm AI khác của FPT vẫn luôn luôn tìm kiếm các bạn sinh viên uh, tham gia uh, nghiên cứu và làm các cái sản phẩm về AI phục vụ khách hàng. Uh, thì cái lĩnh vực AI này nó luôn luôn đòi hỏi người uh, nghiên cứu phải có sự sáng tạo, sự thay đổi, sự thích ứng rất là nhanh bởi vì cái lĩnh vực này cũng rất là rộng và nó thay đổi từng ngày, công nghệ mà. Ừ. Uh, cho nên là uh, nếu như các bạn thực sự có cái sự đam mê đủ lớn này, các bạn đủ có nhiệt huyết thì các bạn chắc chắn là sẽ uh, có một cái niềm tin nào đấy để uh, thách thức bản thân mình trong một cái lĩnh vực đòi hỏi rất là nhiều chất xám và là một cái lĩnh vực tương lai uh, trong ừ. thời gian tới. Ok, uh, chắc là một câu hỏi phụ phụ thôi, bởi vì là mình nói về AI rất là nhiều rồi uh, cũng uh, chưa khai thác được sâu là uh, với anh Trung chẳng hạn thì trong cái quãng thời gian anh làm nghề đặc biệt AI thì anh có cái kỷ niệm nào đấy mà anh thấy là muốn chia sẻ cho mọi người không ạ? Uh, đặc biệt là kỷ niệm gì đấy liên quan đến trí tuệ nhân tạo? Ừ, kỷ niệm Hầu uh, hết kỷ niệm là chuyên nhân tạo thì mình là chủ yếu Vâng đúng rồi uh, Thì um, uh, Cũng rất là nhiều kỷ niệm khác nhau uh, Ví dụ như um, uh, uh, Kỷ niệm là uh, Cái thời mà Năm 2013 nhỉ Vâng uh, Thời đấy là uh, Có một cuộc uh, Gọi là Tranh tranh luận nho nhỏ Trong FT Là uh, Lúc đấy Google họ đưa ra Sản phẩm Mà uh, là nhận dạng giọng nói tiếng việt chạy trên điện thoại uh -huh. từ, từ đến bây giờ vẫn còn có vâng. mọi người cứ bật vào lên ok google cái là nói chuyện với nó như gió luôn <laughs> à, nó nói như uh, thế thì uh, mọi người mới bảo là chúng ta có nên làm một cái như thế không thế thì mọi người tranh luận có uh -huh. hai trường phái một là bảo là không nên bởi vì làm kiểu gì cũng thua google bảo nó đã làm đi trước chúng ta khá nhiều rồi mà dữ liệu nó mỗi lần mọi người nói vào thì là nó lấy được dữ liệu như vậy dữ liệu của nó cũng khổng lồ hơn rất nhiều mình rồi mình kiểu gì cũng thua, Đấy. phí tiền làm vào ừ. phí tiền nhưng mà một trường ngoài thứ hai bảo là uh, vẫn tin là làm về tiếng việt thì kiểu gì người người việt vẫn là giỏi nhất không phải lo cứ làm đi ừ. à, thế thì uh, cuối cùng là uh, kết luận thì uh, lúc đầu ấy trong khoảng tầm uh, một năm rồi là không làm bởi vì là sợ google nhưng mà Uh, đến uh, năm 2010 à uh, 15 16 gì đấy vâng ạ. là quyết tâm không sợ Google nữa là và <laughs> uh, 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 kết quả là gì? Kết quả là đến năm uh, 2019 tức là cũng khá nhiều năm sau đó thì là trong cái một cái đấu thầu uh, đầu đấu thầu đầu tiên của của cái công nghệ nhận diện giọng nói này thì và mình đấu thầu trực tiếp đánh nhau trực tiếp với cái cái công ty mà làm cái con siri của trên điện thoại apple ấy vâng ạ ờ là và mình chiến thắng à. thì uh... và mình chiến thắng cũng khá là cách biệt đấy chứ không phải là chiến thắng <laughs> mình không phải chiến thắng về giá nhé giá của mình rất đắt fpt <laughs> chưa bao giờ cạnh tranh bằng giá cả do fpt mọi người có thể chứng kiến các sản phẩm fpt xem nay đều không rẻ, hơn, không rẻ hơn đối thủ đấy. kể cả đối thủ quốc tế uh, trong trường này nhưng mà mình chiến thắng bởi vì là chất lượng mình tốt hơn đấy. Ừ. Thế là một kỷ niệm đấy em thấy cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ rất là hay thật ừ. ra thì cái mà quan trọng đấy là mình ừ. cứ làm đã và mình ừ. tin rằng cái việc mình làm nó sẽ ừ. chiến thắng đúng rồi thì, thì cuối cùng là phát hiện ra là đúng là lợi thế của mình trong ai thì là làm với cái ngôn ngữ mẹ đẻ thì đấy một, một, một lợi thế à, ví ừ. dụ như em mà hay xem review phim ấy thì ừ. cái giọng chị google <laughs> review phim thì cũng được biết là một trong những cái sản phẩm mà mà fpt phát triển đúng không ạ ừ, chị fpt <laughs> à chị fpt <laughs> Giang thì thế nào giang đã dùng chị fpt hoặc là đã nghe nhiều Rồi, cái review phim đấy không em đã từng dùng và em còn làm các cái sản phẩm liên quan đến video thông qua ừ. cái ứng dụng chị chị FPT này <laughs> à thì nó cũng đơn giản thôi đúng không ạ ừ. ra là, là bọn em cũng ừ. tìm hiểu và bản thân là bây giờ trong các cái chương trình đào tạo chẳng hạn hoặc là trong những cái clip chẳng hạn ừ. thì là sử dụng rất nhiều ừ. và đâu đấy chưa cũng cũng không rõ là, là của FPT đâu em nghĩ là ở ngoài cũng rất nhiều người cũng không biết nhưng mà thực ra thì đấy người Việt có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo và bằng chính cái tiếng mẹ đẻ của mình và đấy cũng chính là một trong những cái lợi thế của mình đúng không ạ ừ và uh, chắc là sẽ đến một câu hỏi uh, cuối cùng dành cho Giang về uh, môi trường làm việc thì với một người mà làm uh, về ngành nghề AI như em thì em uh, nghĩ rằng là môi trường làm việc mà em mong muốn và uh, đa số các bạn trẻ sẽ mong muốn ở môi trường làm việc như thế nào À, có lẽ câu hỏi này thì các bạn Z như em cũng được hỏi rất là nhiều rồi ừ. đó là về môi trường làm việc à, thực ra thì từ trước tới giờ ấy, chúng ta luôn quan niệm một môi trường làm việc nó chỉnh chu nó uh, đầy đủ các quy tắc đó là ừ. đi làm đúng giờ và về, về đúng giờ tức là đến đi đúng nơi về đúng chỗ thì nó sẽ là một môi trường gọi là phù hợp để phát triển bản thân tuy nhiên là với quan điểm của em hay là em cũng có khảo sát rất nhiều bạn cùng trang lứa với mình cùng thế hệ với mình rồi thì một môi trường có thể coi là nó hơi phá cách một chút Ừ. Uh, hiện tại thì uh, trung tâm ai center hay là fpt thì em đang thấy là uh, các uh, anh chị lãnh đạo cũng đang tập trung rất là nhiều để uh, có thể uh, uh, tìm hiểu cái insight của uh, các uh, các bạn đầu trang lừa với em để ừ. làm sao kiến tạo được môi trường uh, làm việc hạnh phúc thì đối với em một môi trường hạnh phúc là gì một môi trường mà em muốn đến công ty có thể là mình đến muộn một chút này ừ. và có thể mình về muộn một chút nhưng không sao cả mình có thể làm việc xuyên đêm mà đấy là một cái môi trường làm việc phù hợp này và những cái những những người đồng nghiệp với mình họ có cùng một lý tưởng này có cùng cái phong cách sống này hay là cùng một phong cách làm việc thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố để tạo lên một môi trường hạnh phúc. Ừ. Thì anh Trung thấy những mong muốn của các bạn thì bản thân anh là lãnh đạo thì anh thấy anh đã kiến tạo được một môi trường làm việc ừ. như thế chứ anh? hy vọng là thế không thực ra thì đứng từ góc độ chủ quan của mình thì mình cũng nghĩ là mình đã tạo được môi trường hạnh phúc nhưng mà để mà khách quan phải nghe phải nghe anh, Phê, anh, nghe anh em đánh giá, bình giá, giá. Và em ngày, đúng không rồi, đúng đúng rồi. Đúng. em nghĩ là càng ngày thì cái sự quan tâm của anh chị lãnh đạo cũng đã giúp cho môi trường <laughs> làm việc của fpt nói chung hay là của trung tâm ai Center bên em nói riêng ấy, nó càng ngày được càng được cải thiện <laughs> và chấm về mức độ uh, điểm hạnh phúc đi. Việt Nam thì bây giờ có cái điểm hạnh phúc đang rất là cao thì đối với em thì điểm hạnh phúc của em cũng đâu đó phải 9 điểm trên 10 rồi. À. 9 điểm trên 10 là cũng uh, cao đấy. có số <laughs> hoàn hảo rồi. <laughs> Thật ra thì uh, tại sao lại uh, nói về câu chuyện môi trường? bởi vì uh, anh nghĩ là đam mê nào uh, và ngành nghề nào cũng cần một cái môi trường để phát triển. Ừ. thế thì uh, ngành AI cũng vậy. Uh, các bạn uh, quan tâm thì cũng phải có một môi trường để các bạn thứ nhất là để học đã. Uh, ví dụ như các trường thì cũng có rất nhiều những cái khóa, những cái như anh vừa chia sẻ có khoa để học uh, về trí tuệ nhân tạo uh, hoặc là các bạn có thể tự học. Ừ. anh nghĩ là cái việc mà tự học cũng rất là quan trọng và cũng có rất nhiều nền tảng để mà có thể tự học về ngành trí tuệ nhân tạo này có nơi để có thể làm việc ví dụ như là ở trung tâm ai của bất kỳ một đơn vị nào hoặc là ở fd hoặc là ở ngoài có rất nhiều cái cơ hội để cho các bạn làm việc và với cái cơ hội đấy thì em nghĩ rằng là sẽ là một trong những cái động lực để các bạn quan tâm đến ngành ai này có thể phát triển được đam mê của mình rất là cảm ơn anh trung rất là cảm ơn trường giang đã tham gia chương trình podcast ngày hôm nay hy vọng rằng những cái chia sẻ của hai anh em đã có thể nuôi thêm ước mơ làm AI và bản thân em thấy rất là hứng thú bởi vì em nghĩ là thôi mình làm nhân sự mà mình biết tí AI cũng hay đấy nên là chắc là cũng sẽ tìm hiểu qua về AI để mình có thể áp dụng được trong công việc của mình ví dụ như sau này em đi tuyển dụng chẳng hạn rồi hay là bất cứ một cái nghề gì à, một cái một cái cái lĩnh vực gì có thể áp dụng được AI em nghĩ thế là rất là tốt à, rất là cảm ơn hai anh em và mong rằng là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những cái chương trình podcast lần sau rất là cảm ơn các anh ạ chào các bạn và chúc các bạn là tìm được cái đam mê mà nếu mà liên quan đến AI thì rất là tốt <laughs> hoặc là cũng lắm là cũng ứng dụng được AI và ở mức độ ở đấy trong ừ. cái hoạt động của mình ừ. và cũng hy vọng là các bạn sinh viên các bạn là có thể là cùng thế hệ với mình đang xem video này à, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên một cái à, thời điểm phù hợp nào đấy và mình cùng à, trao đổi về lĩnh vực AI